Phật. Rồi anh chị em có cái gì muốn hỏi sư không? Quý vị tu, sư đi cả tháng mấy rồi, quý vị ở nhà cũng biết có tu không, mới hỏi. Không tu để gì đâu hỏi, phải không? À, không tu không hỏi. À, mà có một anh Eric vừa rồi đó, anh có nói cho sư biết, nói trong nhóm mình đã có một người, có một vị mất. Rồi mà trước khi mà cô này mất á, thì anh đã có mặt đó. Rồi anh hỏi sư vậy bây giờ đó, thưa sư, khi một người mà sắp sửa mà chết rồi đó, mà biết họ sắp sửa chết này, không qua nổi này, thì mình là cái người mà tu hành đó, mình tới đó rồi mình phải nói cái gì với người ta đây? Thì thiệt ra sư cũng không biết nữa. Câu hỏi thiệt là khó chứ không phải chơi nữa. Bởi vì là bây giờ cái ông đó bỗng nhậu suốt ngày thì mình tới mình nói cái gì đây? Sư nhớ có một cái anh đó, một câu chuyện nó xảy ra ở ngoài Nha Trang đó. Đó, rồi cũng như vậy đó. Rồi người ta tới, người ta nói với sư, và thưa sư, con cái anh này, anh chị này là bạn của con, mà chồng cô chị sắp sửa chết rồi. Đó thì anh nói là chị nói rằng là thưa sư, nếu mà có thể được xin mời sư tới để cho anh thấy sư, rồi vậy không biết đôi khi anh nhớ tới Phật, rồi anh thời anh chết anh đi tái sanh vào nơi yên vui rồi vậy đó. Thì sư cũng tới vậy thôi. Cái sư tới thì thấy anh cái da nó vàng dữ lắm rồi, sắp chết rồi. Rồi anh thấy sư vô, anh cũng chắp tay cũng kính trọng lắm. Rồi sư hỏi anh gì chứ, từ trước giờ anh có hành thiền, là có niệm Phật, là có gì không? Thì anh nói hoàn toàn anh không có làm gì hết, anh biết gì hết, anh chỉ biết lo buôn bán làm ăn là vậy thôi. Rồi sư hỏi bây giờ anh nằm như thế này đó, trước anh biết là chắc chắn là anh qua không khỏi rồi phải không? Nói giờ không khỏi đâu, con nghĩ là chắc là con sẽ chết rồi đó. Bà xã con biểu con niệm Phật mà con cũng không biết niệm cái gì nữa, tại vì bà cũng không biết mà con cũng không biết nữa. Vì thấy rất là khó phải vậy không? Thì sư hỏi anh á, thì bây giờ anh niệm Nam Mô Phật, anh làm được không? Anh làm được mà anh nhắc anh á, thôi bây giờ đó mình sắp phải chết rồi này, vợ mình cũng không đem theo được này phải không, con mình cũng không đem theo được này, không có đem theo được cái gì hết trơn phải không? Đấy thì bây giờ mình đem theo cái gì, mình nhớ tới ông Phật đi, hãy nhớ tới Đức Phật qua thử sao. Rồi anh nói dạ được, nhưng mà bây giờ làm sao nhớ sư? Thì tôi nói anh đọc thử coi thử Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, anh đọc được sao? Tôi bất động yếu lắm rồi, nói chữ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật mà nói cũng không nổi nữa. Rồi sư ngồi tại anh là đàn ông, sư cầm tay sư nói bây giờ nói niệm Phật đi, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Anh nói dạ được, thôi để con ráng con niệm Phật. Sư bước đi ra chừng vài tiếng một sanh chết à, anh đi về đâu thiệt ra sư không biết. Nhưng mà ít ra vào cái phút chót cái tâm anh ấy được chút yên ổn. Thì anh chị em thấy là cái chuyện mà để cho một cái người chết mà tâm yên ổn, mà nhớ tới Phật, là nhớ tới chuyện mà thiền tập rồi, vậy là nó cả một cái sự thực tập rất là nhiều, chứ không phải chơi đâu. Vì vậy sư nhớ có một cái câu chuyện nó xảy ra ở bên Myanmar đó, là năm đó, đó là thầy của sư là ngài thiền sư Tên Dĩ Nha, có một vị hòa thượng là hòa thượng Sử Minh, lúc đó ngài còn sống. Thì mà có một cái anh đó, thì anh đó là anh người Singapore đó. Một cái anh người Singapore, anh mới nói như thế này, anh nói chuyến này đó, trước khi mà tôi về Singapore đó, thì tôi sẽ vô, tôi sẽ gặp hòa thượng, tôi muốn có một cái thắc mắc liên quan tới những người sắp chết, tôi muốn hỏi hòa thượng coi thử làm như thế nào. Thì cái câu hỏi của anh là anh nói như thế này là đó, thưa sư, tụi con đó thì còn khỏe mạnh, tụi con trẻ, tụi con tới đây rồi sư chỉ cho tụi con hành thiền tu tập rồi vậy đó. Nhưng mà thưa sư, sau khi mà từ đây mà đi về đó, con sẽ đi vô lại, con làm cái việc còn lại của con mà con làm ở trong cái nursing home, thì tất cả những người là sắp sửa chết rồi, bây giờ ngài chỉ cho con một cái phương pháp nào mình giúp cho họ để họ tu tập trước khi họ chết, để rồi may ra hy vọng rằng là có một cái cơ hội đó để mà họ được tái sanh vào cái chỗ mà vào nhàn cảnh đó. Hòa thượng nói khó lắm con ơi, khó lắm, rất là khó con ạ. Những cái trường hợp, những cái người mà không có tu tập gì trơn thì mình tới gần thì mình chỉ có rải tâm từ cho họ, mình khuyên lớn được cái gì mình làm thôi, để giúp cho họ yên ổn thôi. Cái anh không tin, anh nói vậy. Sau này anh kể lại cho sư nghe cái câu chuyện, anh nói tôi không có tin. Tôi nói we can do something. Cái rồi anh đi về Singapore, anh về Singapore rồi anh trở lại cái nursing home anh làm việc, thì anh thấy những cái trường hợp có những người sắp phải chết. Anh kể một câu chuyện, anh nói có một lần đó tôi gặp cái ông đó sắp sẽ chết, cái tôi mới nhắc ông, tôi nói thôi bây giờ đó anh ráng anh nhớ đi, anh nhớ trong cái cuộc sống anh làm cái gì mà vui đó, anh ráng anh nhớ qua thử sao.
Thì anh này hy vọng rằng là thay vì ông nằm đó ông nhớ vợ, nhớ con, nhớ chuyện buồn khổ chi, thì ông nhớ những cái gì vui. May ra biết đâu là có thể là giúp cái tâm vui vẻ, là giúp cho ông mà có thể là khi chết được tái sanh vào cái chỗ yên vui đó. Quý vị biết ông nói sao? Nhớ chứ, tôi cũng nhớ những cái vui. Cái thứ nhất là tôi nhớ tôi đi câu cá với bạn tôi. Quý vị thấy không? Vui quá trời quá đất, tụi tôi câu bữa đó cá quá trời quá đất. Rồi ông ấy, rồi có một lần khác nữa tôi gặp một cái ông đó, ông nói là ông nói ông gặp bạn bè ông đều đặn lắm, mà bây giờ mấy bạn tôi không biết chết sống rồi mà tụi tôi nhậu nhẹt và vui vẻ suốt đêm luôn. Thì quý vị thấy không, cái khuynh hướng của mỗi người nó đi như vậy. Anh đó khi mà anh nhận ra được cái điều đó rồi, anh trở lại anh thưa với hòa thượng nói đúng, một cái người mà không có tu tập khó vô cùng, mà nhắc nhở họ cái gì? Nhắc nhở là cũng giống như anh chị em trước khi mà đi thi, người ta nhắc cho quý vị nhớ học bài này bài kia, là mình đã học cái đã không, mình học thuộc rồi người ta mới nhắc mới được chứ. Sư nhớ một cái kinh nghiệm, một cái trường hợp như thế này. Sư nhớ sư đi thi, sư vô trong phòng thi đó, cái mà nó biểu sư biết này, bạn hãy cho chữ danh từ của chữ advantage. Sư vẫn còn nhớ cái ví dụ đó. Sư nói chết bà không, advantage, tính từ của chữ advantage là cái gì? Cái ông thầy mà giám thị đi ngang đó, adventurous, nói vậy. Quý vị biết sư trả lời sao? Thầy spelling cho tôi coi thử sao. Không nói cái ông nội ơi mồ Phật. Advantage phải không? Rồi adventurous thì ta nhắc mình vậy thôi. Nhưng mà nó không, nó biết chứ. Thấy không? Ta không học, không phải. Bây giờ ông học của tôi là tôi chán nữa, coi thử sao. Ông đoàn sư nói chứ chắc là ông là ông nội của tôi quá đây ra. Ông đoàn dữ vậy. Thì ý sư nói là nhắc vậy đó quý vị không? Quý vị có học, có tập, có làm cái gì rồi thì bây giờ ta nhắc ra sao quý vị làm. Bây giờ sư nói là quý vị là những cái người mà có tu tập, bây giờ nhắc quý vị nhắc cái gì này. Và phút chốc nhớ đừng có nhớ ai hết. Quý vị thấy rất là khó phải không? Con mình đừng có nhớ vợ mình đừng có nhớ của cải tài sản tất cả bỏ hết. Đừng có nhớ ai hết mà nhớ tới cái niệm một hoành thiền của mình. Nếu mình niệm Phật, mình nhớ tới Phật. A-di-đà-phật cũng được, nhất tâm bất loạn đi. Nếu mà mình tập hơi thở, mình nhớ tới hơi thở của mình. Nhớ, đừng có nhớ tới ai hết. Thì quý vị thấy ngồi bao nhiêu đó không là đã khó rồi. Rồi mình nhắc mình đó, sống chết, cái chết nó cho tất cả mọi người, không có để dành riêng cho ai hết trơn. Chết làm sao mà cho, giữ cái tâm mình cho yên ổn trước khi mình chết. Đó là cái chuyện quan trọng này. Mình nhắc mình hoài trong khi mình tu tập, thì tới đó là tự động nó sẽ vô trong cái khuôn đó thôi. Còn không có một sự nhắc nhở hết trơn á, thì nó sẽ nhớ tới nhà, tới cửa, tới vợ, tới con, tới câu chuyện chưa có giải quyết được, vân 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 vân. Năm 1000, sư nhớ năm đó khoảng 2001-2002 đó, lúc đó là sư không biết, sư nhớ là sư chưa tu, khi mà sư chưa đi tu, sư tu năm 1985 sư nhớ. Cái hòa thượng mà thầy của sư đó, ngài là một cái người pháp học rất là giỏi, mà giỏi ghê lắm. Mà quý vị biết sao, ngài nói có một lần tôi đau nặng quá, tự nhiên tôi cứ nhớ là nếu mà mình chết như thế này thì cái chương trình dịch thuật từ cái bản tiếng Bali mà ra tiếng Anh sẽ để không ai làm được hết trơn. Ngài nói khi mà tôi recover bệnh hoạn của tôi vậy, tôi nói trời ơi, nếu mình chết lúc đó thì chắc là mình đi xuống. Tại vì bây giờ đang dính mắc vào cái câu chuyện mình làm mà. Nếu mà mình chết đi rồi ai lo cái chuyện này, thì quý vị, ông nói, ngài nói, ngài kể cho Phật tử nghe, ngài nói, quý vị thấy đây là cái chuyện Phật sự mà. Mà cái tâm lúc đó không yên chút nào hết trơn. Nếu mình chết lúc đó thì chắc là mình sẽ đi xuống quá. Vì vậy, nếu mà quý vị nghĩ rằng là quý vị sẽ cũng còn sống bao lâu nữa đó, quý vị sẽ chết, nhắc quý vị nhớ, đừng có nhớ tới ai hết. Mà bây giờ phải nhớ tới cái sự tu tập của mình này. Vì cái này mình đem theo này. Còn vợ mình cũng không đem theo, chồng mình cũng không đem theo, con mình cũng không đem theo, mình không đem theo được ai hết trơn. Có vậy không? Của cải tài sản để lại hết trơn. Bây giờ chỉ có một chuyện mà mình có thể làm được thôi, đó là hãy nhớ tới cái sự tu tập của mình. Mà quý vị không tu sẽ nhớ cái gì đây? Cũng giống như adventurous, không học, không tập làm sao mà ta nói mà mình biết được cái gì? Chịu. Do đó là vấn đề là bây giờ, ngay từ bây giờ mình phải biết mình tu tập trước. Rồi nó có cái thói quen đó rồi. Thứ nhất, đừng nhớ tới ai hết. Mà mình nhớ tới gì? Mình nhớ tới sự tu tập của mình. Rồi mình nhắc nhở mình. Mình chết mình sẽ không đem theo ai hết. Mình có nhớ tới của cải của mình cũng không đem theo. Mình nhớ tới vợ mình không đem theo. Nhớ tới chồng mình không đem. Các con mình cũng không đem theo. Đi cho thoải mái đi.
Có một năm nó có một cái cô đó, cô bị ung thư nặng ghê lắm. Cái chuyện này chắc có lẽ sẽ có dịp sẽ kể cho quý vị ở trong nhóm này nghe, rồi là bây giờ sẽ nhắc lại. Rồi người ta mời sư tới, người ta nói rằng là cái chị này chị sắp sửa chết rồi sư ạ. Mà vì đây chị nói rằng là chị có đi nhiều khóa thiền với sư ở đây, mà sư thật ra không có nhớ tên nữa. Rồi cái anh đó anh nói bây giờ con chở sư tới để cho sư gặp chị chút xíu trước khi mà chị chết, biết đâu là cái nhân duyên của chị được cái nọ. Cái sư tới, cái chị, cái bà đó, cái cô đó, cô kể cho sư nghe như thế này. Cô nói rằng là thưa sư, con bị ung thư vú, mà nó làm hai lần khóa trị rồi, mà mỗi lần nó chích như vậy con đau kinh hoàng lắm, nhưng mà con nhớ sư dặn là cái quan sát tâm khó chịu, con làm có khi nó qua được, có khi qua không được. Và cái lần thứ nhất con thấy đau đớn vô cùng, cái lần thứ hai nhờ con nhớ cái sự tu tập của sư, con làm con có thể giúp được. Nhưng mà bây giờ nó tới nó nói với con á, là cô biết sao không, cái bệnh ung thư của cô nó cứ tái phát hoài. Vậy thì bây giờ cô quyết định như thế nào? Bây giờ tôi phải tăng cái đôi, sẽ lên gấp đôi. Thì cô nghe tăng gấp đôi là cô sợ rồi. Tôi nói nó giữ một cái đô bình thường mà mình đã sống không nổi rồi, mà bây giờ nó tăng lên cấp đôi, sao mình chịu cho nổi đây? Do đó lúc đó bây giờ là cô nói con sẽ còn thêm được thêm 24 tiếng nữa để con ký cái giấy là cô nên cô chịu không. Thì theo ý sư thì sư nghĩ sao? Sư nói nếu mà cô đã sợ hãi như vậy thôi để im cho cô ra đi đi, theo ý sư vậy. Nếu mà sư là cô đó thì sư không làm gì nữa, để im. Cô tu tập như thế nào cô nhớ, cô nằm chứ yên, cô thoáng thoải mái chấp nhận cái đau, chấp nhận cái chết nó sẽ tới, nhắc nhở mình như vậy. Mình đi với tâm yên ổn, mình đâu có sợ gì. Cái vấn đề là đi với tâm không yên ổn á. Thì thôi bây giờ đó cô chấp nhận đi. Rồi nếu như mà cô cảm thấy được, đừng thèm ký nữa. Nếu mà chết thì chết thôi, không sao hết trơn á. Vì cô giữ tâm yên ổn mà. Nhưng mà cái này sư nói theo ý của sư thôi nghe. Cô quyết định đi. Rồi cái sư nói xong rồi, cái cô cảm ơn sư xong rồi, sư đứng dậy sư đi về. Vậy chừng vài tuần sau á, cái anh mà dẫn sư tới, ảnh lên chùa sư nữa. Tôi hỏi sao cô Hoa lúc này cô khỏe không? Nói vậy thưa sư, cô chết chừng một bữa hai bữa sau là sư đi là cô chết rồi. Mà trước khi mà cô chết á, chị chết, chị có kêu hết tất cả các con cái tới. Chị nói rằng là chuyến này đó họ kêu sư, kêu má ký, mà nhưng mà nghe sư nói sư thấy má thấy cũng rất là có lý. Thì thôi bây giờ nó nếu mà bấy nhiêu đó thôi mà mình chịu chưa nổi, mà bây giờ nó tăng gấp đôi thì sẽ đau đớn kinh hoàng cái lắm. Nghĩ tới chuyện không là đủ sợ rồi. Vì vậy má quyết định là thôi để yên chỗ này. Nếu mà má có chết thì mấy con hãy về, kêu mấy đứa nhỏ về hết rồi. Anh kia anh kể vậy, chị kêu hết mấy đứa nhỏ về, chừng một hai ngày tụi nó về rất là chị chết. Rồi sư hỏi trong khi mà chị chết chị có sợ hãi không? Con thấy chị rất là yên ổn. Thì đó quý vị thấy không, cái trường hợp, mỗi cái trường hợp nó linh động, tùy theo cái nhu cầu, tùy theo cái người, tùy theo cái trường hợp. Mình khó mà mình khuyên hơn được cái gì lắm. Mà cái để cho người ta có thể khuyên lên một cách efficiently những cái gì mình làm, đó là mình phải tu tập. Phải vậy không? Mà khi mình tu tập rồi mình không cần ai khuyên nữa. Thật ra là nói như vậy rồi. Mình có thể yên tâm mình chết một mình thôi. Là tại vì sao? Thì mình nằm xuống là mình nhớ tới đề mục của mình. Mình nằm xuống là mình nhớ tới pháp sự thực tập của mình. Mình nằm xuống là tiếng động tới, hơi thở tới, xúc chạm tới. Mình nhắc nhở mình ở trong này. Tại vì sao này? Đây là cái kinh nghiệm cá nhân của sư. Có những đêm mình trằn trọc, mình ngủ không có được vì một cái câu chuyện gì xảy ra trong cuộc sống của mình đó. Sư là cái người tu mà đôi khi nó cũng làm cho sư khó chịu. Thì khi mà như vậy rồi thì quý vị thấy không, mình ngủ không được. Ví dụ chẳng hạn như sư có cái tật ban đêm sư đứng dậy sư đi tiểu, mà nếu mà có cái câu chuyện gì ban ngày mà xảy ra mà sư không có chịu để yên á, mà sư suy nghĩ là tự nhiên lúc đó là nó sống dậy rất là dữ, và nó làm cho mình suy nghĩ, và mình tâm của mình thấy là cái emotion của mình nó up and down theo cái đó. Lúc bây giờ tự nhiên tôi nhắc sư câu chuyện gì để mai đi, bây giờ không cần ngủ, mình nằm đi ra mình thực tập. Cứ một lần nó nghĩ tới mình biết nó, sư duy trì chánh niệm rồi đem trở lại hơi thở, đem trở lại phòng xẹp, đem trở lại cảm giác, đem trở lại tiếng động, rồi nó suy nghĩ nữa. Suy nghĩ nó rồi thôi được rồi, mình cứ suy nghĩ đem trở lại, làm đêm làm ngày. Lúc mà khi mà nó trở lại nhiều lần rồi, ngay tâm bắt đầu mình yên xuống, sư biết là sư sắp xuống ngủ. Thì anh chị em thấy đây là cái thói quen không? Mình không làm sao có thói quen được, khi mình cần chết nó cũng y chang vậy thôi ạ. Không có cái gì khác đâu. Lúc bây giờ là mình biết mình chết này, mình phải lo lắng, mình không biết chuyện con của mình làm sao, mình gặp mặt để mình nói lời cuối cùng hay là như thế nào, bạn bè rồi mình như thế nào, nhà cửa rồi như thế nào, có rất là nhiều cái chuyện worry.
lúc bây giờ forget, bỏ nó đi. Hãy tập cho quen cái thói quen này này. Trong khi mà tâm nó thao thức, nó nghĩ tới chuyện phiền não, làm cho tâm mình nó trằn trọc, nó quằn quại đó. Mình duy trì chánh niệm, đem trở lại chánh niệm, mình thấy một lát là tâm mình nó yên xuống, mình ngủ được liền. Mình cũng sẽ chết như vậy. Bây giờ mình sẽ tập chết trong hàng đêm này, phải vậy không? Khi có cái câu chuyện gì xảy ra mình tập đi, mình nằm, sẽ nằm yên. Câu chuyện gì nó tới kể đó, giữ cái tâm mình cho yên cái đã, trở lại hơi thở, trở lại phòng xe, trở lại tiếng động, đó cái chỗ mình tập mới hay đó. Và khi mình làm được như vậy rồi, mình sẽ thấy từ từ cái tâm mình nó dịu xuống. Nó bất suy nghĩ, nó bất suy nghĩ, mình ngủ hồi nào ngay. Bây giờ đây thì mình ngủ, bữa nào mình chết rồi xong. Thậm chí với ai khuyên lưng mình đâu. Sư có một cái chị Phật tử, chị cho sư cái miếng đất ở bên Florida đó. Chị nói cho sư nghe rằng, chị nói mẹ chị sắp, khi mà sắp sửa chết á, mẹ chị cũng không có tu gì nhiều. Thì chị cứ ngồi bên cạnh chị nói, má ơi má, thôi má đừng nhớ ai má, má nhớ Phật đi má, má nhớ Phật nghe má, mà niệm Phật với con đi má, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Phật, Mô Phật, Mô Phật. Mà nói vậy à, nói biết cả tiếng đồng hồ vậy à. Tới khi bà cụ mất hồi nào ngay luôn. Thì chị hỏi sư làm có được không, thì sư nói đây là những cái gì mình có thể làm cho người thân của mình thôi à. Còn được hay không làm sao mình biết được đây. Tại vì bác không có một cái sự tu tập gì hết trơn rồi, là không biết làm sao đây. Thì mình cứ nhắc vậy thôi, đôi khi mình nhớ mình niệm Phật cũng có nữa. Tại vì con nó, mình thương con thì con nó nói thì mình làm theo vậy thôi à. Do đó mà sao chỗ sư nghĩ đó, cái sự tu tập rất là quan trọng. Bây giờ đó, nếu một cái người bạn đạo của mình chết dễ, người bạn đạo khỏe rồi, họ có tu với mình mà, nhắc họ bây giờ nhớ, sư dặn đừng có nhớ tới ai hết trơn, chị nhớ nha, trở lại hơi thở của chị, trở lại phòng xẹp. Cái chuyện chết sống là không thành vấn đề, mà cái chết tâm chứ yên ổn này, thì cái lần tái sanh sắp tới nó cũng sẽ là tốt. Phải tốt thì mình sẽ nhớ là mình tu tập nữa. Còn mình nhớ mình chết với cái tâm sợ hãi, với cái tâm chấn động, với cái tâm lo lắng buồn phiền rồi vậy, mình chết mình sẽ đi xuống rồi, biết cái nào mình lên ngay. Cái cơ hội để mà mình mà thoát ra khỏi sinh tử luân hồi là rất là khó khăn. Vậy thì bây giờ là mình nhớ, cứ mỗi lần mình cứ mỗi đêm quý vị nhớ, quý vị tập chết mỗi đêm. Khi nào mà có câu chuyện gì buồn phiền đó, mình nhắc nhở mình vậy đó. Buồn phiền này không làm, không giải quyết được vấn đề, chỉ làm hao mòn và kiệt quệ cái tâm của mình thôi. Mà lỡ có chuyện gì mà mình chết bây giờ là mình sẽ đi về đâu, phải không? Mình tập đi. Bây giờ nằm giữ tâm cho yên, không cần ngủ nữa, mà chỉ cần giữ tâm mình yên thôi. Quan sát, duy trì chánh niệm trong hơi thở, trong phòng xẹp. Rồi cần tiếng động, cái đó cái quý vị tập mỗi ngày như thế nào, quý vị làm lại. Rồi y phải hết nhiều vậy thôi. Có bao nhiêu chuyện cần nhắc quý vị thôi, chứ còn sư cũng biết nhắc cái gì nữa. Đó, quý vị sống rồi sư mới nhắc được, quý vị chết rồi sư cũng thua, thấy không? Không biết sư có đây không mà nhắc quý vị nữa, thấy không? Và có một năm ở Mỹ Từ này, có một cái anh tới anh hỏi, anh nói là thưa sư, là con quen một cái anh đó, là anh tu về truyền thống Tây Tạng. Và bên Tây Tạng là người ta nói rằng là trước khi mình chết mình sẽ gặp một cái vị lạc ma, là một cái vị thầy mà tu theo mật tông á, để tới để mà giúp mình trong cái gì đó sư không được rõ đó. Nhưng mà cái người bạn của con là anh này á, là anh tu theo mật tông, nhưng mà khi chết không kiếm được một vị nào hết để mà giúp anh, mà lại thỉnh một vị tới mà về bên tỉnh độ. Rồi thì bây giờ anh đi đâu? Sư nói sư không biết đâu. Rồi hỏi sư nữa, bây giờ vậy thì bây giờ sư tu tập ở đây á, thì bây giờ nếu mà con không gặp sư sao? Không gặp sư thì sư chỉ cho quý vị tập trước. Ở đây người ta không có dặn mình rằng là nhớ là trước khi chết, nếu kêu ông sư đi Dũng Lỡ, ông co mình miên ma, ông đi đâu rồi, ông đi chơi với bạn bè của ông rồi sao mình kêu ổng đây, có vậy không? Thì mình phải nhớ cái cách tu tập để mình tự xử lý cái vấn đề cho mình, không có nhờ một ai hết trơn á. Trong truyền thống nguyên thủy, trong truyền thống thiền Vipassana, người ta không có kêu một vị nào tới để mà tiếp dẫn cho mình hết. Mình hãy tự tiếp dẫn mình bằng cách mình nhớ tới sự tu tập của mình, bằng cách mình giữ tâm cho yên ổn trước khi mình chết. Cái tâm mà nó yên ổn, nó tạo một cái dòng năng lượng, một cái positive. Khi mình chết, cái positive là nó sẽ gặp cái positive khác. Còn cái tâm mình bên này nó buồn phiền, nó đau khổ, nó khắc khoải, nó chờ đợi một cái vị tới để mà hướng dẫn tâm linh mình. Trong khi mình như vậy là mình chết rồi, làm sao đây? Mình chết là cái này là negative thì nó đi, phải đi xuống ở trong, thế nào đi lên được. Cái tự nhiên cái sinh hoạt của tâm linh nó phải như vậy à. Đây là những dòng năng lượng energy nó chạy theo chiều đó à. Vì vậy mình phải nhớ như vậy là trong bất cứ trường hợp nào, bây giờ quý vị tập trước khi mà quý vị chết, có câu chuyện gì xảy ra, để yên đó, không sao hết. Giữ cái tâm mình cho yên ổn đi.
mình nhớ tới sự tu tập của mình nhớ tới chánh niệm, mình nhớ tới giữ cái tâm sự quân bình của tâm, vân 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 vân. Quý vị đã nghe rất là nhiều lý thuyết rồi đó, bây giờ tập mỗi đêm, tập mỗi ngày, tập giữ cái tâm mình cho yên ổn. Quý vị sao mà không có chuyện buồn được, sao mà quý vị không có chuyện lo được, phải vậy không? Mỗi khi mà có chuyện buồn, chuyện lo tới, nhắc nhở mình bây giờ mình chưa có chết này, tâm mình nó còn mạnh này, mình phải tập này. Cái tới khi mà mình chết rồi, tâm mình yếu quá rồi, không biết làm sao. Đó, sư nói đã rồi, bây giờ mời quý vị đặt câu hỏi này. À. À. Ông biết là sai thì quá cái ông chết. Về cái đó con nghĩ là điều tốt cho ông sư. Tại vì ông happy ông chết. Dạ, và happy trong tâm tham hay tâm sân nữa. Có vậy không? Ông excited là ông trời. À đó, mấy cái excited là không thua rồi. Cái người mà cái tâm excited là cái tâm chấn động ghê lắm. Một là phải ham trong cái đó rồi mới excited, có vậy không? Rồi sân cũng excited là cái tâm nó không có quân bình rồi. Dù cho dù là cái gì, ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, người ta hỏi mình á, thưa sư, ví dụ như bây giờ con gặp má con mừng quá rồi, mình thấy con gặp con đi con thăm con thấy con mừng quá rồi vậy đó, mình chết với cái tâm đó cũng nguy hiểm lắm cho cái chơi đó. Dạ, đừng bao giờ để cái tâm của mình excited vào khía cạnh nào hết trơn. Vui cũng vậy mà buồn cũng vậy, bởi vì sao? Cái tâm này tâm rất là chấn động, tâm này không có chánh niệm được. Đôi khi mình thương ai đó mà lâu quá, bây giờ mình gặp trở lại thôi, mình nói năng, mình làm, mình quên, mình coi hai người đó giống hai người điên vậy nè. Mới đây này, sư đi về Cali này, có một cái nhóm mà họ đứng rồi ngồi chờ máy bay với sư, rồi có một cái hai cái cặp vợ chồng đi tới, rồi cái nhóm này nó nhận ra hai vợ chồng này, nó nói: ủa, tại đó mày cũng đi theo chuyến bay tao đi về bên Cali hả? Trời ơi, họ la một lát mà mình ở đó mình cũng khùng luôn. Họ mừng quá, họ nói năng rồi, họ làm điệu bộ rồi, trời ơi, họ ôm, họ hôn hít, họ đánh nhau, họ làm úng trong rồng. Và thường thường là mấy bà không, còn mấy ông đứng im ru à. Cái ông chắc không có gì nói quá. Cái hai bà nó quá trời quá đất la úng xong rồi, với các cái phi trường ai cũng ngán hết trơn à. Đó thì anh chị em thấy cái trạng thái tâm mẹ sai được, không tốt rồi. Vì vậy trong khi mà mình vui vẻ, vui chơi với bạn bè rồi vậy đó, mình cũng phải nhắc nhở tâm mình đó. Nó chấn động quá rồi, khó lắm. Dạ, cái vui là vui dính mắt. Nhớ như vậy, trong phiền não nó chen vào trong mà. Cái không, cái người mà chết mà cái tâm mà gọi là yên ổn, cam á, nó rất là quân bình. Tâm hỷ và tâm xả là nó quân bình, nó balance ghê lắm. Nó không vui, nó không buồn. Vì mà nó không vui, không buồn, do đó trí tuệ nó có mặt, do đó nó không, mới là không để cho những cái phiền não nó chen vô. Bởi vì mình vui nhiều thì mình sẽ khổ nhiều. Anh chị em mà cứ để mà cho những cái sự mà suy nghĩ mà vui hết nó tới thì mình sẽ suy nghĩ buồn à. Cũng giống như khi mà mình ăn uống cái gì mình ăn ngon á, là hễ mà tới dở là mình phải ghét à. Mình quên là trong khi mình ăn ngon mình không có chánh niệm, mình không có để ý, mình duyên theo. Mình duyên theo cái ngon, mình duyên theo cái sự sung sướng, mình duyên theo cái vật chất rồi vậy đó. Do đó khi mất thì mình chấn động. Vì vậy sư ở về bên Việt Nam, người ta tới người ta cho sư ăn rất là ngon, là ta đó, sư luôn luôn nhắc nhở mình về bên Mỹ không có ai hết trơn á, ráng mà chịu khó mà ăn một món ăn á, ăn 10 bữa ráng chịu á. Cái bên sư là vậy rồi, bên đất của sư có ai đâu, có ai cho sư một 10 ngày tới mình đem đồ ăn tới, thì một cái món cà ri đó là mình cứ ăn hoài, thì phải đổi tên là cà ri kỳ ra để cho nó quên, cho không biết làm sao. Thì mình phải chuẩn bị như vậy đó. Thành ra sư mà ăn đồ dư là sư ăn quen lắm, là tại vì cái tập của sư không có đồ ăn, người ta không cho, xa xôi quá người ta không có phương tiện đó. Vì vậy khi mà tâm mình nó không có một cái sự chuẩn bị, nó sẽ duyên, vui nó cũng duyên theo mà buồn nó cũng duyên theo, là mình khổ. Vì vậy gọi là, quý vị nghe cái chữ thuận cảnh nghịch cảnh không? Trong cái thuận cảnh đó, trong cái nghịch cảnh là mình tu là nó phải rồi, phải vậy không? Đau khổ rồi chấn động rồi nghèo khổ rồi mình tu rồi, mà cái thuận cảnh mình phải tu nữa. Còn hãy mà thuận mình duyên theo, đến khi mình có chuyện gì mà trở ngược lại cái là mình chịu, mình khổ, mình chịu không nổi. Cũng giống như người giàu đó, khi mà đổi lời là người giàu khổ nhất. Còn người nghèo đâu có khổ, nghèo quen rồi đâu có khổ gì đâu.
Dạ hỏi đi cô Giang. Dạ. Nếu mà cô đang tu về tứ niệm xứ A Di Đà Phật, cô đâu có tập đâu mà mở. Thì cô nói thôi mày tắt đi để tao ở trong phòng xẻm hay là tao ở trong hơi thở chứ phải vậy không? Mà sư thấy đây là một trường hợp là có rõ ràng nghe, có một cái cô ở bên Việt Nam cô kêu sư. Cô nói dạ thưa sư, con về đây này, ba con sắp sửa mắt rồi, con mời các sư tới để nhờ các sư tụng kinh tiếng Pali cho ba con và phúc cho. Ba con nói mấy ông tụng cái gì tiếng Miên tiếng Lào tao không biết. Trong khi cô nói trời ơi tiếng Pali quý áo vô cùng, các sư tới nhà mà đọc tiếng Pali rồi cho ba mà. Tại sao vậy? Tại vì từ trước giờ ông không nghe tiếng Pali là cái gì hết trơn, ông không biết. Vì vậy tốt hay không là tùy theo cái đối tượng này, họ tập A Di Đà Phật. Do đó bây giờ mình mở A Di Đà Phật ra, họ tâm họ duyên theo đó, tâm họ yên ổn, tâm họ quân bình, tâm họ nhớ tới Phật rồi vậy thì may ra. Vì vậy khó mà trả lời cái gì lắm. Do đó mà vấn đề nó rất rắc rối, do đó là ăn thua cái tâm của người chết à. Cho người sống làm được cái gì mình làm thôi, phải vậy không? Với là quý vị mới nhớ cái người mà sắp chết á, là họ không có phản ứng nữa. Họ không có còn ngậm lẹ như là cái người mà bình thường mà bây giờ mình gặp nữa. Đôi khi mình hỏi họ là coi thử là anh chị có nghe rõ không? Đôi khi họ ậm ờ không à. Rồi mà sao mình biết này? Mà cái tâm của một người sắp chết là tâm rất là yếu, nhớ như vậy. Bây giờ này, tu là tu bây giờ này. Rồi cái dư hương của cái sự tu tập này nó giúp mình trong khi mà tâm mình cái người mà sắp sửa chết á, là cái tâm nó cũng giống như là cái người mà sắp đi ngủ vậy đó. Nó lẫn lộn lắm. À, thầy của sư nói ba của ông mà sắp nằm trên giường mà sắp sửa chết. Dòm ông thầy cũng đứng bên cạnh này. Thầy đứng bên cạnh là tới để mà kêu bằng là hễ mà ông có chuyện gì giúp đỡ đó. Vì mình nói anh là ai? Tại sao anh cứ vô nhà tu hoài vậy? Cái ông thầy cũng để tay nói không ơi, ba sư đây, ba nằm yên, ba nhớ trở lại hơi thở nha. Ông tập anapana mà. Ông thầy cũng vỗ. Ủa sư hả? Sư về sư thăm tôi. Ờ nhớ thôi bây giờ đó, mà ba nằm yên nghe, ông thân nằm yên rồi nhớ trở lại hơi thở. Nhắc vậy rồi khác hỏi nữa, anh là ai sao mà tới nhà tôi hoài vậy đó? Thì ông thầy này ông kể, ông nói ba tôi hồi xưa đó có một cái thói quen là gì đấy, buổi tối mà trước khi đi ngủ á, là đóng cửa hết trơn, kiểm soát coi thử là có coi cửa ngõ thì chứ đủ không. Ông rất là sợ người ta vô nhà của ông á, bởi vì trong nhà ông có tiền có bạc thì chứ ông giàu có mà. Nó có cái thói quen vậy, đến khi mà chết cứ thấy người ta là cứ nghĩ là người ta tới vô nhà mình. Thì quý vị thấy cái tâm của người ta như vậy rồi mình đổi được cái gì đây? Lúc bây giờ mình mở A Di Đà Phật, A Di Đà Phật ông đâu có nghe, ông thấy người ta là ông cứ tưởng là vô ăn cắp à. Vì vậy cái người mà sống như thế này là cái người phải train cái mind của mình, phải huấn luyện cái mind của mình à, phải tập cho cái mind mình nó có thói quen. Chứ còn mình đợi khi mà chết người ta nhắc cũng khó rồi. Lúc đó mình có nhớ, mình có chắc chắn là ta mình còn nghe không? Tâm mình có sáng suốt không? Lúc bây giờ tâm si của mình rất là nhiều, nó sẽ vướng theo những cái gì mà kêu bằng là mà nó kích thích nó. Bất cứ những cái gì mà ban ngày mà làm sai được cho mình á, mình sẽ nhớ lúc đó đó. Vì vậy nếu mình nhớ tới cái chuyện tu tập của mình nhớ tới chuyện hành thiền, mình nhớ tới chuyện mà làm phước làm đức, làm nhớ tới lời của Phật rồi vậy đó, thì nó nhắc mình. Còn cái tâm mình nó vướng vào những cái chuyện làm ăn buôn bán con cái vợ chồng thì làm sao phút chót mà biểu nhớ này. Có một lần ca sĩ nghe một vị hòa thượng, ngài thấy Phật tử tới, rồi bữa đó là làm lễ, rồi có một cái tượng Phật để trong cái hồ đó. Ngài mới kể một cái câu chuyện đó, cái tượng Phật này á, mà quý vị thấy ở trên nó con rắn như vậy đó, tức là này là biểu tượng cho lúc là Đức Phật sau Đức Phật sau khi mà ngài thành đạo rồi, ngài ngồi dưới cái rạng ngoài trời đâu sao đó không biết, mà trời mưa rất là dữ, thì có một con rắn nó thấy một cái vị này là phước báo quá, cái nó lại nó cuốn xung quanh ngài cho ngài giữ cho ngài cho ấm, rồi nó lấy cái con rắn là cái gì, cái này là cái gì à, cái đầu của nó đó, cái nang của nó che Đức Phật, vậy đó ngài không bị mưa mà ngài được đỡ lạnh nữa. Đó thì ngài vị thường sự nói bây giờ đó quý vị nhìn cái hình này quý vị nhớ đi, chứ quý vị không có phương tiện tới chùa mà quý vị lâu lâu quý vị mới tới chùa quý vị làm phước làm đức, bây giờ nhớ lấy cái hình ảnh này nhớ này.